Một cậu bé mới 11 tuổi thôi, học âm nhạc cách đây 6 năm. Tuy nhiên đến thời điểm này thì số nhạc cụ mà cậu chơi được đã lớn hơn cả số tuổi của cậu. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi mà cậu bé này được xem là một thần đồng âm nhạc. Tôi đang muốn nói tới Jaden Trịnh Jesuhas, cậu bé người New Zealand gốc Việt. Đến nay thì cậu bé là một trong những thầy giáo dạy nhạc cụ nhỏ tuổi nhất ở New Zealand, đồng thời là một nghệ sĩ đường phố với rất nhiều những buổi biểu diễn khác nhau. Rất vui là ngày hôm nay thì Cuộc Sống Thường Ngày đã mời được Jaden Trịnh Jesuhas đến trường quay và đi cùng với em là người mẹ thân yêu của em, chị Trịnh Thúy Liên. Xin cảm ơn hai mẹ con đã đến với trường quay Cuộc Sống Thường Ngày hôm nay. Jaden này, em có mẹ là người Việt Nam, không biết là em có thể nói được tiếng Việt không? Dạ, con Đức nói tiếng Việt nhưng mà một chút thôi ạ. Một chút thôi à? Nhưng mà không sao cả, nếu mà câu nào mà khó quá thì chúng ta có phiên dịch là mẹ Liên ở đây rồi đúng không? Mẹ Liên sẽ Jaden bắt đầu học nhạc cụ đầu tiên là lúc em năm mấy tuổi, và đó là nhạc cụ gì? Con học hai nhạc cụ mà đàn guitar và sáo, tiếng Anh thì là recorder. Recorder. Thế là hai nhạc cụ. Thế sau đó thì những cái nhạc cụ sau thì Jaden học thế nào nhỉ? Con nói tiếng Anh. Yes. Okay. So the headmaster of my school. Người thầy dạy âm nhạc đầu tiên của em chính là thầy giáo hiệu trưởng của trường tiểu học. Trong một buổi học, thầy nói với em rằng con gái của thầy có thể chơi được 12 loại nhạc cụ khác nhau. Ngay lúc ấy em đã nghĩ mình cũng phải chơi được nhiều nhạc cụ như thế, thậm chí là nhiều hơn, và có thể chơi từ lúc còn bé. Thế là em bắt đầu học. Trong chuyến bay về Việt Nam lần này, em rất thích cây đàn nhị, và đó là cây đàn mới nhất, nhạc cụ thứ 13 mà em có thể chơi được. Em vẫn đang học, và em nghĩ bây giờ em đã có thể nói với thầy hiệu trưởng rằng em cũng có thể chơi được nhiều nhạc cụ như con gái của thầy rồi. Về cái nhạc cụ này ấy, thì mình cũng muốn nói một chút rằng là Jaden nó tự chọn cái nhạc cụ nó chơi. Guitar là em học để có thể tự đệm và đánh chơi nhạc. Thế còn recorder là để học nốt nhạc. Cô rất là tò mò muốn biết là con có đặc biệt yêu thích một cái nhạc cụ nào đó không? Which instrument that you like best in? Em yêu thích tất cả các loại nhạc cụ, bởi khi em đã chọn học một nhạc cụ nào đó thì em phải có niềm đam mê với nó. Nếu không có đam mê và yêu thích thì em nghĩ em sẽ không thể chơi giỏi được. Có thể thấy là Jaden mang tới đây rất là nhiều những cái nhạc cụ khác nhau. Cái này trông cũng hơi lạ một tí nhỉ. Con giới thiệu cái này một tí được không? Cái này tiếng Anh tên là melodica. Melodica. Cái này là như dùng piano. Con chơi một đoạn được không? Thử xem nào. Âm thanh của nó rất là hay. Nhưng mà người Việt Nam mình ý, chị Liên ạ, thì có một cái câu là nhất nghệ tinh nhất thân binh. Có nghĩa là các cụ bảo rằng là nếu mà chúng ta chỉ học chuyên một thứ thì là sẽ rất là giỏi. Nhưng mà Jaden thì lại biết chơi rất nhiều thứ khác nhau. Liệu cái sự nhiều đó nó có làm cho con trai chị bị mất tập trung không? Khi chơi được nhiều nhạc cụ thì em thấy mình có nhiều lợi thế. Có thể chơi được cả trong ban nhạc nhẹ và chơi được cả ở dàn nhạc cổ điển. Ví dụ như là guitar hay là kèn saxophone, melodica là có thể chơi trong ban nhạc. Violon và sáo flute thì có thể chơi trong dàn nhạc giao hưởng. Tất nhiên, cũng có những khó khăn khi em phải phân chia thời gian để luyện tập nhiều nhạc cụ như vậy. Thường thì em sẽ tập xen kẽ, mỗi ngày chỉ tập 1 đến 2 nhạc cụ thôi. Còn như câu mà cô vừa nói, đúng là muốn chơi thật giỏi một loại nhạc cụ nào đó thì sẽ phải tập luyện rất nhiều. Nhưng em tin là nếu em yêu thích thì em có thể chơi được tốt tất cả các loại nhạc cụ mà em đã chọn. Con không nói nhưng mà bản thân mình nghĩ rằng là khi mà con học hai nhạc cụ, ba nhạc cụ trở lên thì nó rất là bổ sung cho nhau ấy. Khi con cảm thụ nhạc thì con sẽ thích hơn. Khi mà con đi xem các dàn nhạc giao hưởng chơi thì con thích hơn. Thứ ba nữa là có thể là nó làm cho cảm thấy là nó không chán khi mà học nhạc, bởi vì nó có thể thay đổi được. Chị Liên là một người mẹ thì chị có ngạc nhiên không khi mà chỉ trong một
một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Jordan có nói là cậu bé bắt đầu học đàn từ lúc 5 tuổi, nhưng bây giờ chỉ có 6 năm thôi mà cậu đã chơi thành thạo được từng ấy nhạc cụ. Thực ra con truyền cái cảm hứng cho bố mẹ rất là nhiều. Rất ngạc nhiên khi mà thấy con học rất là nhanh. Thế nhưng mà mình cũng hiểu được cái cốt lõi của cái đấy chính là đam mê và sự cần cù của nó. Thực ra là ở Việt Nam mọi người rất là hay nói về nó như là một thần đồng ấy. Tất nhiên là mình cảm thấy rất là vinh dự khi mà mọi người nói với con mình như thế, nhưng mình nghĩ rằng là nó không phải là thần đồng, mà thực chất là nó là một đứa rất là đam mê. Cái sự cần cù phải đến 60-70%, thế còn 30% còn lại là cái yếu tố đam mê, là nó cũng quyết định được cho cái sự thành công. Ngay từ lúc mà nó sờ vào cái đàn guitar lần đầu tiên khi nó 5 tuổi thì nó không rời đàn ra nữa. Thế và khi mà nó học một cái đàn thứ hai thì nó sẽ không rời cái đàn thứ hai và cái đàn thứ ba, và cho liên tiếp, cho ví dụ cái đàn nhị này nó kéo ở nhà rất lâu và mọi người bị điếc tai, nhưng nó cứ kéo để nó không, nó muốn kéo cho đến khi nào nó ra được cái tiếng thì thôi. Quý vị có biết không, Hoàng Trang cũng được một cái người bạn của chị Liên có chia sẻ một cái đoạn video clip khi mà quay lại cái cảnh khi chị Liên thông báo với Jordan rằng là cậu bé sẽ được về Việt Nam để biểu diễn cho khán giả, và Jordan đã vô cùng vui mừng. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau những cái hình ảnh đó. Tell Jordan that he has been invited to come to Vietnam for a reunion concert for a little show. Okay, cool. In Vietnam, 20 years ago, we were involved in the concert music Beatles show, and they invite in the Beatles show, Beatles, and they invited me to come back for a reunion show in Vietnam. And guess what? Come on. And guess what? Come on. You are invited too. Tại sao Jordan lại thích về Việt Nam như thế? Lý do lớn nhất khiến cho em luôn thích về Việt Nam thực ra lại không phải là những buổi biểu diễn, mà là vì ở đây có bà ngoại của em và cậu Toàn nữa, nên em và mẹ lúc nào cũng mong muốn được trở về nhà. Còn về biểu diễn thì em thấy trình diễn ở Việt Nam có cảm xúc và không khí rất khác so với những không khí ở những buổi biểu diễn ở New Zealand. Em cũng thích những nghệ sĩ đường phố ở Việt Nam trình diễn nữa. Em thấy họ rất giỏi và rất tài năng. Em cũng đã có những buổi biểu diễn đường phố đầu tiên ở phố cổ rồi đấy. Mới thôi, nhưng mà vui lắm. Em còn thích được biểu diễn Beatles cùng với những người bạn hồi trẻ của mẹ em nữa. Mơ ước của Jordan là gì? Có gì ngoài âm nhạc không? My dream apart from là trở thành nhạc sĩ, là một nghệ sĩ có thể biểu diễn vòng quanh thế giới. Em ao ước là sẽ được trở thành một đại sứ nghệ thuật, làm chiếc cầu nối để giao lưu, giới thiệu về âm nhạc giữa hai nước Việt Nam và New Zealand. Em cũng mong là chính phủ của cả hai nước làm sao kết nối để những nghệ sĩ trẻ của Việt Nam và New Zealand sẽ có những buổi biểu diễn giao lưu để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi văn hóa, học hỏi nhau để những tài năng có thể gặp gỡ được nhau. Xin cảm ơn chị Liên, cảm ơn Jordan, thank you very much for coming here. Summertime. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush little baby, don't you cry. One of these mornings, oh, you're gonna rise up singing and spread your wings. It's gonna take you to the sky, but till that morning, there is nothing that can harm you. With daddy and mommy standing by.